5602, nhà Tùy sai Lưu Phương đem quân 27 dinh sang đánh nước Vạn Xuân. Vua đời thứ ba của Vạn Xuân là Lý Phất Tử sợ giặc và đầu hàng, bị bắt sang Trung Hoa. Việt Nam vào thời kỳ Bắc thuộc lần thứ ba mà trước hết là thuộc Tùy. Thời đó, Việt Nam bị xếp làm một châu của Tùy, gọi là Châu Giao. Trên đường đánh Lâm Ấp quay về, Lưu Phương mắc bệnh chết. Sau Lưu Phương, đến Khâu Hòa được cử làm đại tổng quản. Năm 618, nhà Đường lật đổ nhà Tùy, lập ra nước Đại Đường. Khâu Hòa xin thần phục nhà Đường năm 622. Kể từ đó, Việt Nam thành thuộc địa của Đại Đường. Trong lịch sử Việt Nam kéo dài từ năm 602 đến năm 905. Thời kỳ này bắt đầu khi Tùy Văn Đế sai Lưu Phương đánh chiếm nước Vạn Xuân, bức hàng hậu Lý Nam Đế, kéo dài cho đến khi Khúc Thừa Dụ tiến vào Đại La, giành quyền cai quản toàn bộ Tĩnh Hải quân năm 905, thời đương Ai Đế, ông vua Bù Nhìn trong tay quyền thần Chu Ôn. Thời gian Bắc thuộc lần 3 của Việt Nam kéo dài hơn 300 năm. Năm 605, nhà Tùy đổi Châu Giao thành quận Giao Chỉ, quận Ly đặt tại huyện Giao Chỉ. Đồng thời, nhà Tùy đặt ra phủ đô hộ Giao Chỉ để cai trị Việt Nam. Chủ trương của nhà Tùy là thiết lập chế độ trung ương tập quyền, không phong cho tông thất và công thần, chỉ chuyên dùng quan lại cai trị. Nhà Đường bãi bỏ các quận do nhà Tùy lập ra, khôi phục lại chế độ các châu nhỏ thời Nam Bắc Triều. Năm 622, nhà Đường lập Giao Châu Đô Hộ Phủ, người đứng đầu cơ quan này gọi là Tổng Quản. Năm 679, nhà Đường đổi quận Giao Chỉ trở lại thành Châu Giao, đặt ra Phủ Đô Hộ Giao Châu. Bấy giờ, vùng lĩnh Nam có 5 Đô Hộ Phủ, cai quản Châu Giao, Châu Quảng, Châu Quế, Châu Dung, Châu Ung, gọi chung là Nĩnh Nam Ngũ Quản. Sau đó, nhà Đường đổi Phủ Đô Hộ Giao Châu thành An Nam Đô Hộ Phủ. Tên gọi An Nam trong lịch sử Việt Nam bắt đầu từ thời điểm này. Chức quan đứng đầu Phủ Đô Hộ An Nam lúc đầu gọi là Kinh Lược Sứ, sau đổi thành Tiết Độ Sứ. Nhà Đường lại chia Giao Châu làm 12 châu, đứng đầu mỗi châu là một viên quan thứ sử. 12 châu này lại được chia thành 59 huyện. Tên gọi 12 châu như sau: Giao, Lục, Phúc Lộc, Phong, Thang, Trường, Chi, Võ Nga, Võ An, Ái, Hoan, Diễn. Năm 624, Đường Cao Tổ lại đổi các phủ đô hộ thành phủ đô đốc, phủ đô hộ An Nam thành phủ đô đốc An Nam. Năm 679, Đường Cao Tông lại đổi về tên cũ. Năm 757, Đường Túc Tông đổi An Nam Đô Hộ Phủ thành Trấn Nam Đô Hộ Phủ. 9 năm sau, 766 lại đổi về tên cũ. Năm 863, nhà Đường bãi bỏ Phủ Đô Hộ An Nam và lập hành Giao Châu thay thế, đóng tại nơi là Quảng Tây ngày nay. Nhưng chưa đầy một tháng thì cho tái lập Phủ Đô Hộ An Nam nằm trong hành Giao Châu. Năm 866, nhà Đường đổi Phủ Đô Hộ An Nam thành Tĩnh Hải quân. Theo số liệu thống kê của nhà Đường, ở quận Giao Chỉ có 9 huyện, 30.056 hộ. Quận Cửu Chân có 7 huyện, 16.135 hộ. Quận Nhật Nam có 8 huyện, 9.915 hộ. Quận Ninh Việt ở phía Đông Bắc gồm Khâm Châu không rõ số dân. Ba quận mới chiếm của Lâm Ấp là quận Tỳ Ảnh có 4 huyện, 1.815 hộ. Quận Hải Âm có 4 huyện, 1.100 hộ. Quận Tượng Lâm có 4 huyện, 1.220 hộ. Bạn đang xem video tại kênh Việt Sử Toàn Thư. Đừng quên tham gia group của nhóm để chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin bên dưới video. Sự cai trị của Trung Hoa. Thời Tùy. Về danh nghĩa, Giao Châu cũng như các quận khác của nhà Tùy trực tiếp phụ thuộc chính quyền Trung ương. Nhưng trên thực tế, như lời thú nhận của vua Tùy Văn Đế, Châu Giao chỉ là đất ràng buộc lỏng lẻo. Cuối thời nhà Tùy, do loạn lạc, các quan cai trị ở Giao Châu cũng cát cứ ly khai
với chính quyền trung ương. Khi Tùy Dạng Đế chết, thái thú Khâu Hòa không biết. Khâu Hòa bóc lột nhân dân địa phương rất nặng, nhà cửa giàu có ngang với vương giả. Thái thú Cửu Trân là Lê Ngọc, vợ là người Việt, cùng các con xây thành lũy kháng cự nhà Đường mới thay nhà Tùy. Sau Khâu Hòa, tới năm 622, Lê Ngọc cùng thái thú Nhật Nam là Lý Giáo cũng quy phục nhà Đường. Thời Đường, nhà Đường coi An Nam là một trọng trấn và tăng cường bóc lột rất nặng dưới nhiều hình thức. Hằng năm, các châu quận ở đây phải cống nạp nhiều sản vật quý như ngà voi, đôi mồi, lông chả, da cá, trầm hương, vàng bạc và các sản phẩm thủ công nghiệp như tơ, lụa, sa, the, đồ mây, bạch lạp. Ngoài việc cống nạp, người Việt Nam còn phải nộp nhiều loại thuế mới. Có nhiều loại thuế mà chính sử nhà Đường phải thừa nhận rằng các quan lại ở An Nam đã đánh thuế rất nặng. Riêng thuế muối ở Lĩnh Nam hàng năm bằng 40 vạn quan tiền. Ngoài thuế muối và gạo, còn phải nộp thuế đay, gai, bông và nhiều thuế ngoại xuất, tức là thuế đánh hai lần. Nhà Đường dựa vào tài sản chia làm 3 loại thuế như sau. 1. Thượng hộ nộp 1 thạch 2 đấu. 2. Thứ hộ nộp 8 đấu. 3. Hạ hộ nộp 6 đấu. Các hộ vùng thiểu số nộp phần 2 số quy định trên. Song, có những quan lại nhà Đường vẫn bắt người thiểu số nộp toàn bộ số thuế như các dân cư ở đồng bằng. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự phản kháng của người Việt, mà vụ chống thuế điển hình là Lý Tự Tiên và Đinh Kiến chống lại Lưu Diên Hựu năm 687. Sử nhà Đường ghi nhận không ít các quan lại đô hộ vơ vét của cải người Việt để làm giàu và chạy chức thăng tiến. Cao Chính Bình, Phú Liễm Nặng, Lý Trác tham lam ăn hối lộ, phú thuế bạo ngược, bắt người dân miền núi phải đổi một con trâu bò chỉ để đổi lấy một đấu muối. Lý Tượng Cổ tham túng bất kể pháp luật. Để củng cố sự cai trị, nhà Đường tăng cường xây đất thành trì và quân phòng thủ ở Tống Bình, Châu Hoan, Châu Ái. Trong phủ thành đô hộ Tống Bình thường xuyên có 4.200 quân đồn trú. Ở vùng biên giới phía Tây Bắc như miền Lâm Tây, Lân, Đăng, hàng năm có 6.000 quân trấn giữ gọi là quân phòng đông, tức là phòng giữ vào mùa khô để chống sự xâm lấn của nước Nam Chiếu. Thời gian đầu, nhà Đường chỉ dùng quân trưng tập từ phương Bắc sang làm quân phòng đông. Nhưng từ thời Đường Trung Tông, buộc phải dùng cả quân người Việt xen lẫn. Những cuộc tấn công của thế lực bên ngoài. Ngoài các loại thuế, từ cuối thế kỷ 8, người Việt còn bị thiên tai trong nhiều năm và những cuộc xâm lấn, cướp phá của các nước lân bang như Nam Chiếu, Lâm Ấp, Trà Và. Quân tướng nhà Đường nhiều lần bất lực không chống lại được những cuộc tấn công đó, khiến người bản địa bị sát hại đến hàng chục vạn. Năm 737, Nam Chiếu, một quốc gia của người Bạch và người Di ở vùng Vân Nam ngày nay, thành lập. Đến khoảng thời Đường Huyền Tông, Nam Chiếu mạnh lên, chống lại nhà Đường, tấn công Phổ Phồn, Tây Tạng và Giao Châu. Năm 832, Nam Chiếu tiến đánh chiếm được Châu Kim Long, ít lâu bị quân Đường đánh bại phải rút lui. Năm 846, quân Nam Chiếu lại bị đánh, bị tướng Bùi Nguyên Dụ đánh đuổi. Miền Lâm Tây thuộc An Nam Đô Hộ Phủ, nhà Đường đặt quân phòng đông để chống Nam Chiếu. Có 7.000 người quanh 7 động thuộc vùng do tù trưởng địa phương là Lý Đo Độc quản lý để tương trợ nhau. Tướng nhà Đường ở Tống Bình là Lý Trác bớt quân phòng đông, giao hết việc phòng Nam Chiếu cho Lý Đo Độc. Đo Độc cô thế không quản lý được. Tiết độ sứ của Nam Chiếu ở Già Đông, Côn Minh, Vân Nam tìm cách mua chuộc và gả cháu gái cho Lý Đo Độc. Từ đó, Đo Độc thần phục Nam Chiếu. Năm 859, cả Đường Huyền Tông và vua Nam Chiếu là Phong Hựu cùng chết. Quan hệ Đường, Nam Chiếu vốn tạm hòa hoãn đã đổ vỡ. Năm 860, vua Nam Chiếu mới là Đoàn Thế Long sai Đoàn Tù Thiên mang 3 vạn quân tiến vào cướp phá An Nam. Năm 862,
Vương Khoan sang thay Lý Hộ làm kinh lược sứ, quân Nam Chiếu lại vào đánh. Vương Khoan không chống nổi, nhà Đường phải cử Sái Tập sang thay. Sái Tập huy động 3 vạn quân đẩy lui được Nam Chiếu. Năm 863, đoàn Tù Thiên lại tiến vào An Nam, đánh bại quân Đường, Sái Tập bị giết. Quân Nam Chiếu chiếm đóng và cướp phá, giết hại tới 15 vạn người Việt. Sau đó, vua Nam Chiếu sai đoàn Tù Thiên ở lại Giao Châu làm tiết độ sứ. Nhà Đường phải di chuyển phủ đô hộ An Nam đến Hải Môn. Năm 864, nhà Đường sai Cao Biền làm An Nam đô hộ kinh lược, chiêu thảo sứ sang đánh Nam Chiếu. Năm 865, Cao Biền tiến đến Nam Định, nhân lúc quân Nam Chiếu đang gặt lúa, bất ngờ đánh úp, phá tan quân Nam Chiếu. Tới năm 867, Cao Biền đánh bại hoàn toàn người Nam Chiếu tại An Nam, chiếm lại thành Tống Bình, giết hết đoàn Tù Thiên, chém hơn 3 vạn quân Nam Chiếu. Từ đó, sự xâm lấn của Nam Chiếu mới chấm dứt. Hoàn Vương. Hoàn Vương vốn là tên mới của nước Lâm Ấp trước đây, đổi từ đầu đời Đường. Sau nhiều năm thần phục nhà Đường, từ năm 803, Hoàn Vương thấy nhà Đường suy yếu, bèn mang quân ra Bắc. Quân Hoàn Vương vây hãm hai châu Hoan, Ái, tàn phá vùng này. Quan sát sứ nhà Đường là Bùi Thái không chống nổi, bị thua nặng. Vua Hoàn Vương chiếm được Hoan Châu và Ái Châu, đặt chức thống sứ cai quản. Năm 808, Trương Chu được điều sang làm kinh lược sứ. Sau khi củng cố lực lượng và thành Tống Bình, năm 809, Trương Chu tiến vào Nam đánh quân Hoàn Vương. Quân Đường thắng lớn, giết chết hai thống sứ của Hoàn Vương, giết 3 vạn quân địch, chiếm lại hai châu Ái, Hoan, có 59 vương tử Hoàn Vương bị bắt làm tù binh. Từ đó, Hoàn Vương phải từ bỏ việc đánh An Nam. Bạn đang xem video tại kênh Việt Sử Toàn Thư, đừng quên tham gia group của nhóm để chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin bên dưới video. Sự kháng cự của người Việt. Mùa thu năm 687, do không chịu nổi ách siêu thuế nặng nề, người Châu Giao là Lý Tự Tiên liền lãnh đạo dân nổi dậy. Quan nhà Đường cai trị là Lưu Diên Hựu đã giết Lý Tự Tiên. Người cùng chí hướng của Lý Tự Tiên là Đinh Kiến đem quân vây đánh Lưu Diên Hựu, chiếm được thành Tống Bình và giết được viên quan này. Nhà Đường phải phái Tào Huyền Đĩnh, Tào Trực Tĩnh từ Châu Quế sang dẹp và giết Đinh Kiến. Tháng 4 năm 713, Mai Thúc Loan, người Châu Hoan, xưng Vương, cho xây thành lũy, lập kinh đô Vạn An, tích cực rèn tập tướng sĩ và sai sứ giả sang các nước Lâm Ấp, Chân Lạp, phủ dụ họ đem quân hỗ trợ. Ông tự xưng là Mai Hắc Đế. Năm 714, Mai Hắc Đế tiến hành đánh thành Tống Bình. Thái thú nhà Đường là Quách Sở Khách cùng đám thuộc hạ không chống cự lại được, phải bỏ chạy thành về nước. Lực lượng Mai Hắc Đế lúc đó lên tới chục vạn quân. Nhà Đường bèn huy động 10 vạn quân do tướng Dương Thừa Húc và Quách Sở Khanh sang đàn áp được. Năm 791, anh em Phùng Hưng và Phùng Hải nổi dậy kéo quân vây phủ đô hộ An Nam. Tiết độ sứ là Cao Chính Bình đối phó không được nên sinh bệnh mà chết. Phùng Hưng chiếm thành, làm chủ Châu Giao. Sau khi ông mất, con ông là Phùng An đã đầu hàng Triệu Xương nhà Đường. Năm 819, người Tây, Nùng ở Tả, Hữu Giang, phía tây bắc của Châu Giao nổi dậy chống nhà Đường. Quan cai trị Lý Thượng Cổ, tông thất nhà Đường, sai thứ sử Châu Hoan là Dương Thanh mang 3.000 quân đi dẹp. Dương Thanh thừa cơ nổi dậy, chiếm được phủ đô hộ, giết được Lý Thượng Cổ. Sau, tướng nhà Đường là Quế Trọng Vũ dùng kế chia rẽ Dương Thanh với các tướng thuộc hạ. Ông không giữ được thành, cuối cùng bị bắt và bị giết. Các thủ hạ lui về giữ Thường Châu, đến tháng 7 năm 820 thì bị dẹp hẳn.
Ngoài bốn cuộc khởi nghĩa lớn trên, còn nhiều cuộc nổi dậy nhỏ khác của người Việt như các năm 803, 823, 841, 858, 860 và 880. Nhiều lần, quan đô hộ nhà Đường đã bỏ phủ thành trại. Người Việt giành lại quyền tự chủ. Trong thời kỳ đầu, nhà Đường còn mạnh, các cuộc nổi dậy của người Việt ít xảy ra và hay bị đàn áp nhanh chóng. Từ sau loạn An Sử, nhà Đường phải đối phó với nạn phiên trấn cát cứ. Từ 10 tiết độ sứ thời Đường Huyền Tông tăng lên thành 40-50 trấn. Sự kiểm soát của chính quyền trung ương ngày càng yếu đi. Đó chính là điều kiện cho các cuộc nổi dậy của người Việt trong thế kỷ 9 thường xảy ra hơn. Mặt khác, người Việt thuộc tầng lớp trên ngày càng có vai trò quan trọng hơn trước trong bộ máy cai trị. Dù nhìn chung, họ vẫn bị người phương Bắc áp chế. Một số hào trưởng người Việt được nhà Đường sử dụng vào việc cai trị ở địa phương để quản lý người bản địa. Điển hình, trong những người Việt thăng tiến nhất là Khương Công Phụ đã sang phương Bắc thi đỗ tiến sĩ và làm quan ở Trung Nguyên. Năm 866, nhà Đường đổi phủ đô hộ An Nam thành Tĩnh Hải Quân. Cuối thế kỷ 9, tại Trung Hoa nổ ra cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào. Khởi nghĩa này bị tiêu diệt, nhưng các quân phiệt cũng nhân đó gây nội chiến và cát cứ công khai. Nhà Đường bị quyền thần Chu Ôn khống chế. Chu Ôn từng cho anh ruột là Chu Toàn Dục sang làm tiết độ sứ ở An Nam, nhưng Toàn Dục quá kém cỏi, không đương nổi công việc nên Chu Ôn phải gọi về. Năm 905, Chu Ôn ghét tiết độ sứ Tĩnh Hải Quân là Độc Cô Tổn, là người không cùng cánh, đầy ra đảo Hải Nam và giết chết. Trong lúc nhà Đường chưa kịp cử quan cai trị mới sang trấn Nhậm, một hào trưởng người Việt là Khúc Thừa Dụ đã chiếm lấy thủ phủ Đại La, tự xưng là tiết độ sứ. Chu Ôn đang mưu cướp ngôi nhà Đường đã nhân danh vua Đường thừa nhận Khúc Thừa Dụ. Người Việt khôi phục quyền tự chủ từ đó. Giai đoạn Bắc thuộc lần thứ 3 kéo dài hơn 300 năm chấm dứt. Video được tổng hợp từ Việt Sử Toàn Thư. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo và chúc các bạn một ngày vui vẻ.